Cô Bảo. Chú Sơn. À, vô đi chú. À, dạ. Trời ơi, tối nay cậu được về nhà sớm tôi mừng ghê á. Bà nhà tôi, bà nấu cháo cho cậu nè. Dạ, chú cho con gửi lời cảm ơn cô nha. Trời đất ơi, có gì đâu, bà rảnh lắm. Với lại mấy tháng mới nấu một lần, cậu đừng có ngại gì hết trơn á. Dạ. Ê, ê, à, cậu ngồi bên này nè. Rồi, cậu ngồi đó đi. Ăn đi cậu. Wow. Bà có đan cái áo cho cậu với cái khăn luôn nè. Chọn cái màu này là cậu thích luôn nè. Thấy không? Đẹp không? Hồi nhỏ con hay đan áo tặng con. Từ lúc con đi du học, cô cũng hay đan tặng. Bây giờ con về nước á, cô vẫn đan hả? Bây giờ cô ít mặc lắm, chú nói với cô đừng có đan nữa mất công cực. Nhưng mà cậu cũng hay đi công tác thường xuyên ở nước ngoài mà, có gì đâu mà cực. Với lại bà cũng nói á, là đan cho cậu thay mấy cái áo cũ nữa. Tôi nói với cậu rồi, cậu đừng có ngại gì hết trơn á. Bà rảnh lắm, bà đan tặng người này người nọ hoài hả? Cho con gửi lời cảm ơn cô nha. À, chắc lúc này cô đỡ đau hơn rồi phải không chú? À cậu, sau khi điều trị khối u rồi đó, sức khỏe của Bảo cũng ổn định rồi. Do hồi xưa phải điều trị quá trị nên cũng hơi mệt chút xíu thôi. À, nhắc chuyện cháu con mới nhớ. Hồi xưa chú nói dối con vụ cháu ám này đúng không? Trời đất ơi, cậu nói cái gì vậy? Tôi đâu có nói dối cậu đâu. Cái cháu ám này là vợ tôi nấu thiệt đó. Thì bữa nào ngon á là cô nấu, còn bữa nào mà dở ẹc á là chú nấu. Mà chú nói xạo đúng không? Bởi vì đâu có ai nấu một người mà bữa ngon bữa dở như vậy chứ. Trời ơi, cậu làm tôi hết hồn hết vía. Cậu làm cho tôi tưởng chú tưởng gì? Không phải, ý tôi nói là cậu nói đúng rồi. Những lần mà dở là do tôi nấu hết. Tôi tưởng là cậu nói tôi gạt cậu. Rồi cậu giận tôi. Làm gì có giận chú. Lòng em